Theo đề nghị của Thiếu tướng Trần Duy Giang, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng, sẽ có hàng loạt giải pháp mạnh để ứng phó. Trước mắt là tăng cường phòng chống lây nhiễm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các doanh trại cách ly công dân, hạn chế tối đa người ra vào doanh trại. Binh chủng hóa học sẵn sàng phun khử trùng khu vực Hà Nội và các địa phương có liên quan khi được yêu cầu. Toàn quân hiện đã có 154 tổ phòng chống dịch từ các bệnh xá quân y đơn vị và đội y học dự phòng các quân khu quân đoàn, 20 đội cơ động phòng chống dịch của các bệnh viện quân y, 14 tổ chuyên khoa tăng cường của các bệnh viện quân y được thành lập, 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm với tổng số 2.800 giường bệnh được thành lập và kiện toàn. Các bệnh viện quân đội chuẩn bị 1.500 giường sẵn sàng tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh nhân mắc bệnh. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở lưu trú theo quy định của Bộ Y tế. Quy định cách ly tại cơ sở lưu trú áp dụng đối với 48 trường hợp tại khách sạn Vanda có địa chỉ tại số 3 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, nơi phát hiện hai du khách Anh dương tính với COVID-19. Trong số 48 trường hợp cách ly tại cơ sở lưu trú này có 40 người nước ngoài và 8 người Việt Nam. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế 14 ngày kể từ ngày 8 tháng 3 và có thể gia hạn thêm. Còn tại tỉnh Lào Cai, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 từ các trường hợp tiếp xúc gần với vợ chồng du khách người Anh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Sapa đã ra quyết định dừng phong tỏa đối với 3/5 khu vực có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với virus COVID-19. Tuy nhiên, Sapa vẫn giữ nguyên quyết định phong tỏa toàn diện, tạm thời đối với khu du lịch Tô Bát, Ecolodge, xã Thanh Bình và Homestay Anh Đức, xã Tả Văn.